Chào mừng bạn đến kênh YouTube của mình. Mình là Phú, sáng lập của Aventel. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xác định độ dài tối ưu của thắt lưng. Không phải thắt lưng nào cũng có thể điều chỉnh độ dài, nó phụ thuộc vào loại khóa thắt lưng. Nếu khóa thắt lưng của bạn thuộc loại này, bạn không thể cắt ngắn thắt lưng được trừ khi bạn biết cách gia công đồ da, hoặc bạn muốn có một trang phục lạ như Jon Snow thế này thì video này không dành cho bạn. Còn trường hợp khác, khóa thắt lưng của bạn có thể tháo được thì bạn có thể cắt ngắn thắt lưng theo ý mong muốn. Đây là một số ví dụ khóa thắt lưng có thể tháo rời được. Vậy chiều dài thắt lưng như thế nào là tốt nhất? Chiều dài của thắt lưng mà tốt nhất, tức là khi đuôi của thắt lưng vừa vượt qua cái vòng thắt lưng đầu tiên của quần như thế này. Vì nếu mà vòng đuôi thắt lưng mà vượt quá cái vòng thắt lưng thứ nhất quá dài như thế này thì nó sẽ vung qua vung lại như thế này, rất là khó chịu. Vậy tại sao không phải là vòng thắt lưng thứ hai như thế này? Vì các loại quần khác nhau sẽ có vòng thắt lưng thứ hai ở vị trí khác nhau, nó có thể ở đây hoặc là ở đây. Dù thế nào, vị trí thắng thế như thế nào đi chăng nữa thì cái đuôi thắt lưng nó sẽ chọc vào trong áo vest của bạn hoặc là áo khoác của bạn, cũng rất là khó chịu. Trong khi đó thì vòng thắt lưng thứ nhất luôn luôn nằm ở vị trí này hoặc là vị trí này, cho nên bạn không phải gặp vấn đề về đuôi thắt lưng vung qua vung lại hay là đuôi thắt lưng chọc vào bên trong áo vest của bạn. Nếu bạn mua thắt lưng Aventel thì chúng tôi sẽ cắt thắt lưng theo đúng size của bạn, cho nên bạn sẽ không phải lo về vấn đề chiều dài của thắt lưng. Thắt lưng Aventel có hàng chục màu để bạn lựa chọn, link ở dưới description. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn vào video sau.